Thưa quý vị, với mục đích tìm về cội nguồn, tầm tông bái tổ, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào làm kinh tế giỏi. 9 năm qua, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Đồng Nai đã được thành lập và quy tụ được hàng ngàn bà con mang dòng họ Vũ Võ đang sinh sống, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh về một mối. Hoạt động này đã góp phần tích cực vào phong trào đại đoàn kết dân tộc của địa phương. Đây là nội dung chính trong tiết mục Sắc màu và cuộc sống kỳ này. Hiện nay, Hội đồng dòng họ Vũ Võ ở Đồng Nai đã thành lập ban chấp hành dòng họ ở 8 huyện, thị xã và thành phố, gồm Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Long Thành, Trảng Bơm, Long Khánh và chi họ Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu ở phường Long Bình, với khoảng 30.000 bà con tham gia hoạt động. Để đạt được mục đích đề ra, Hội đồng đã xây dựng quy chế hoạt động, qua đó các hộ gia đình trong dòng họ luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày khi có việc cưới, việc tang, cùng nhau thực hiện chính sách khuyến học, sống trách nhiệm, động viên nhau hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Gia đình là tế bào của xã hội, thế dòng họ mà có phát triển thì xã hội phát triển được. Cho nên là ngay cả ở Đồng Nai ấy, là ta cũng là một điểm sáng để hoạt động của dòng họ Vũ Võ. Cho nên là nội bộ thì đoàn kết, hoạt động thì hiệu quả. Ngay gia đình nhà tôi cũng vậy, về tạo điều kiện giáo dục giúp đỡ các cháu. Vợ chồng thì là gương mẫu. Thế còn lại ba đứa con là ham học, cầu tiến bộ. Các cháu nó cũng phát huy được cái truyền thống của dòng họ của gia đình để cho nó phấn đấu. Thế và các cháu luôn luôn bám sát cái lợi ích của xã hội vì nhân dân để mà cống hiến. Dòng họ cũng là một cái nơi để mà quy tụ, là một cái trường học nhỏ để mà giáo dục thôi, chứ không có gì đặc biệt. Là chúng ta làm tốt công tác khuyến học khuyến tài cho các cháu của dòng tộc cũng như phát triển ra ngoài, thì không có cứ gì dòng tộc đâu, mà trong đó là phát triển thêm cả những bà con lối xóm, là những người thân trong khu vực. Và kết nối yêu thương này không phải chỉ có trong dòng họ mà có lan tỏa cho tất cả mọi các cái vấn đề thành viên trong lối xóm để tạo một cái sức mạnh tổng hợp chung. Trong hoạt động, Hội đồng dòng họ Vũ Võ rất chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cũng như là giáo dục về truyền thống của dòng họ để toàn thể các con cháu của dòng họ noi theo. Qua đó hiểu được về cội nguồn của dân tộc, thực hiện vai trò trách nhiệm của dòng họ để góp phần tích cực trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Được phụ trách về cái mảng là chăm sóc chị em phụ nữ và các làng dâu, thì trách nhiệm của tôi làm sao mà truyền tải và cũng lan tỏa được đến chị em mang tính chất là con gái và con dâu dòng họ, để mình có một cái gì đó nó liên tục phát triển và nó cũng mang tính chất một cái nòng cốt để giáo dục thế hệ con cháu sau này nó đi theo cái hướng của những bậc tiền bối đi trước. Cái hướng tương lai và liên tục xuyên suốt trong những thời gian tới và suốt những năm sau, dòng họ hôm nay cố gắng đoàn kết hơn nữa, hoạt động nhiều tốt hơn nữa. Và mục đích của nó là gì? Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì gia tộc sẽ tốt, gia tộc tốt thì chi tộc sẽ tốt, chi tộc tốt thì dòng tộc sẽ tốt, và dòng tộc tốt thì sẽ góp phần cùng với dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng cường và giàu đẹp. Từ thực tế cho thấy, sự đoàn kết của dòng họ xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ nhau làm kinh tế giỏi, vận động nhau tham gia các hoạt động xã hội, v.v. là một trong những cơ sở để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần tuyên truyền, vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.